Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến cái vấn đề máy đông y nhiệt. Theo như các quan tòa bên Wisconsin đã cho phép để điều khiển và kiểm soát lại cái hệ thống máy đông y nhiệt xem nó sai sót bao nhiêu. Thì với các chuyên gia cho biết rằng hệ thống máy đông y nhiệt nó sai đến 68%. Trong cái luật của liên bang thì chỉ phép các cái máy mà bỏ phiếu mới bầu phiếu đếm phiếu chỉ sai không được 0.001, nghĩa là cứ 10.000 lá phiếu thì sai một lá phiếu thì được. Đằng này sai đến 68%, có nghĩa là 10 lá phiếu thì sai hết 7 lá phiếu rồi. Vậy thì 100 lá phiếu là sai hết 70 phiếu, 1.000 phiếu là sai hết 700 phiếu, mà 10.000 phiếu là sai hết 7.000 phiếu. Mà đây nó lên hàng trăm ngàn phiếu, hàng triệu phiếu, để quý vị thấy rằng là cái sự gian lận của Đảng Dân Chủ, Tàu Cộng đã làm chương trình quá dở, sai đến hàng triệu phiếu. Vì thế cho nên các tòa án không dám nhận để xử cái vụ án này. Rồi lên tối cao pháp viện cũng dẹp, không nhận đơn, chứ đừng nói chuyện xử. 9 vị thẩm phán của tối cao pháp viện ăn ngồi chơi say nước mà người ta kiện đưa đến thì dẹp, không nhận đơn. Thế thì cái việc của chúng nó là cái gì? Chỉ có ăn rồi phè phẫn, cơm no bỏ cưỡi, chúng nó không làm được cái việc gì cả. Cho nên cái tên thẩm phán chánh án tối cao pháp viện John Roberts giờ mới rơi cái mặt nạ, là một tên hủ hóa, là một tên đốn mặt nhất trong lịch sử tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Vừa tham nhũng, vừa ăn chơi, vừa gái gú con người, mất tư cách. Cho nên khi gặp một người như Donald Trump, sợ, rút lui. Mà quý vị biết là John Roberts là người của ai đề cử? Bush con đề cử. Cho nên rau nào sâu đó, thầy nào thì tớ đó. Đó là một cái điều kiện mà chúng ta cần phải có mặt ở thủ đô Hoa Thịnh đốm vào ngày mùng 6 tháng Giêng tới đây để yểm trợ cho tiếng nói công chính của Hoa Kỳ. Chúng tôi có một cái thơ nhận được lời kêu gọi của phong trào ủng hộ Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, sau 4 tháng kể từ khi thành lập phong trào ủng hộ Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa đến nay, chúng tôi đã trình bày giải thích và tranh luận những vấn đề cần thiết cho cuộc bầu cử đến với quý vị trên các phương tiện truyền thông TV5714, v.v. Việt Media. Nên chỉ còn không đầy một tuần lễ nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau lên đường để tới mùng 6 tháng 1 để yểm trợ cho Tổng thống Donald Trump và tiếng nói của Đảng Cộng Hòa. Bây giờ không còn là lúc cần thiết để mất thì giờ với những cái bọn phát ngôn hồ đồ, xuyên tạc và chụp mũ, tay sai của Tàu Cộng và Đảng Dân Chủ. Bởi vì chúng nó chỉ là những cái tên múa dối, dù là truyền thông Việt Nam hay là truyền thông Mỹ, là chúng nó chỉ có là ăn cơm chúa thì múa tối ngày. Nhất là Tàu Cộng bây giờ đang hứa cho chúng nó, nhất là Việt Cộng ra lệnh cho đàn em làm truyền thông ở thị Little Sài Gòn này, rất nhiều đều dám mắt và ca tụng Joe Biden là tổng thống đắc cử. Đây là một điều đốn mạt và xấu hổ nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Theo lời tuyên bố của ông Peter Navarro cho biết rằng lịch sử của Hoa Kỳ trên 244 năm chưa bao giờ có một cuộc bầu cử gian lận và xấu hổ vĩ đại như hôm nay. Và Joe Biden là một cái tên tội đồ của dân tộc Hoa Kỳ, vì tên này đã làm đầy tớ cho Tàu Cộng, rồi tham nhũng giúp cho Tàu Cộng rửa tiền qua hình ảnh của thằng con Hunter Biden còn đó. Vừa thiếu tư cách và hủ hóa. Cho nên chúng ta cần phải bảo nhau, rủ nhau, nhắc nhở nhau, những người trên 18 tuổi nên bay về thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày mùng 6 tháng 1 tới đây, để chúng ta nói lên sự công bằng cho đất nước Hoa Kỳ và cho Đảng Cộng Hòa. Và chúng ta lột mặt nạ bọn Đảng Dân Chủ ăn hại, phản bội quê hương, làm đề tớ cho ngoại bang.
và chúng ta yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải tiêu diệt tàu cộng, thì may ra thế giới mới có một ngày yên bình. Bằng không, chúng ta sẽ sống trong địa ngục trần gian cho đến muôn đời, dưới sự khốn nạn, chà đạp nhân phẩm và bóc lột của bọn cộng sản tàu Tập Cận Bình. Xin hẹn quý vị vào ngày 6 tháng Giêng gặp nhau ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Vũ Huynh Trưởng, quý vị thấy chưa? Chúng tôi xin cảm ơn ông Vũ Huynh Trưởng đã gửi một cái thơ quá hay, và bà con chúng ta sẽ một lòng để mà lên thủ đô Hoa Thịnh Đốn ủng hộ Tổng thống Donald Trump và chính nghĩa của Hoa Kỳ. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa, đó là bản tin về vấn đề vaccine. Quý vị thấy rằng là Đảng Dân Chủ phản đối vaccine, từ anh chàng Fauci cho đến bác sĩ Bird của CDC nói rằng là vaccine của ông Trump là vaccine không tin cậy. Gary Newsom của California là một tên rốt nát, mà còn nói rằng trước khi cho lệnh chích ngừa vaccine này, chúng tôi phải có một hội đồng y khoa riêng gồm có những cái nhà chuyên khoa giỏi để mà đánh giá, để mà lượng giá cái loại thuốc vaccine của Donald Trump. Nhưng không, giờ này tên Gary Newsom rốt nát này câm miệng, phải nói là câm họng, là vì cô của nó là mụ già Pelosi giành để được chích vaccine đầu tiên. Sau khi Pelosi thấy ông bà Phó Tổng thống Mike Pence được chích ngừa vaccine, thì là mũi dành ưu tiên lên để mũi chích ngừa. Ký giả hỏi thế mũ không chờ cháu mũ, nó kêu y khoa tới kiểm soát thuốc. Mũ bảo no, bây giờ là cần bảo mạng sống trước, không muốn chết. Trong khi mũ ngoài 80 mà mũ vẫn còn ham sống. Rồi đệ tử của mũ là con bé AOC, Alexandria Cortez, là dân biểu cà chớn của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang New York, người Mexico, cũng dành để xin cho em chích ngừa. Cho nên quý vị thấy TV chiếu cảnh Nancy Pelosi, thế cảnh Cortez ngồi để chích ngừa mà trong lòng không cảm thấy xấu hổ. Rất nhiều ký giả hỏi bảo bà nói hồi trước bà chống, ngay cả Cortez cũng chống, sao giờ này lại làm đòi hỏi chích trước. Thế thì mấy tên này nói rõ ràng bảo nghe nói là người ta chích thuốc này tốt lắm, chỉ có 5% không tốt thôi, còn 95% là thành công. Thì đã, quý vị đã thấy chưa, cái bọn Dân Chủ nó mất tư cách, nó mất nếp. Ngày nào chúng nó dài miệng, chúng nó chửi Donald Trump, xong rồi cho những tên Fauci nói rằng mùa hè sang năm may ra mới có thuốc ngừa, nếu không là đến Noel sang năm. Cho nên chúng nó mới tính là cho cái vấn đề gọi là tiền thất nghiệp suốt cả năm 21. Nhưng đến giờ này Donald Trump quá thành công. Thế giới ca tụng nước Mỹ là quốc gia đầu tiên có vaccine mà không có phản ứng phụ. Là vì cách đi một tuần, quý vị nghe bản tin Dương Đại Hải nói rằng Peru là quốc gia bỏ ra cả tỷ đô la mua thuốc vaccine của tàu cộng, nhưng về chích chân tay co rút lại như là người bị tê liệt. Cho nên Peru đã ngừng và trả lại thuốc, đòi lại tiền. Nhưng mà quý vị biết, đem tiền cho tàu thì cũng như là đem tiền cho gái. Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không? Ăn xong nó quẹt mỏ liền, đưa tiền cho gái là nó quỵt ngay. 800 hay 1.000 hay là 10.000 nó cũng đã quỵt liền. Tàu cộng, đấy là trò chơi của tàu cộng. Cho nên chúng ta thấy hãnh diện, Donald Trump là một con người nói đâu làm đó. Và giờ này vaccine đã trên 50 tiểu bang quân đội đã đem phân phối. Người ta tính cho đến từ giờ đến tháng 3 thôi là dân chúng Hoa Kỳ coi như là được chích ngừa hết. Tổng thống đã bỏ ra 4 tỷ đô la để cho họ nghiên cứu loại thuốc chủng ngừa, và đưa hàng trăm triệu để cho họ làm chế bào chế loại thuốc chủng ngừa cho hàng trăm triệu dân Mỹ.
Rồi chúng ta lại qua một bản tin khác nữa để quý vị thấy nhé. Cái máy Dominion là của tụi tàu, là tụi rốt. Thế mà cái bọn dân chủ này nó ăn tiền. Tiểu bang Georgia nó bỏ đến 107 triệu để nó mua máy của tàu. Rồi tiểu bang Nevada, tiểu bang Arizona bỏ 40 triệu mua máy. 28 tiểu bang của Mỹ xài máy của tàu. Để nó lại quả. Đáng giá 2 triệu thì nó làm 5 triệu. Đáng giá 1 triệu thì nó làm 3 triệu. Đấy, Gary Newsom nó bỏ ra 1 tỷ. Một đợt là 500 triệu. Đợt thứ nhì 500 triệu. Để nó mua thuốc và mua, không phải chống ngừa, tàu cộng là chúng có chống ngừa. Nó chỉ bán cho cái tụi Peru, bán xong rồi nó tê tay, tê chân nó bỏ. Nhưng mà nó mua cái khẩu trang, nó mua cái bịt mặt mà nó nói rằng lên đến 1 tỷ. Mà đến giờ này cũng chưa có. Có phải quý vị trả lời cho tôi đi, Gary Newsom có phải làm tên dân chủ lưu manh, tham nhũng và hối lộ không? Đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng Đảng Dân Chủ là cái tai hại của đất nước. Ngày nào còn cái bọn thối nát này, còn Hillary, còn Obama, còn Nancy Pelosi, còn Joe Biden, là ngày đó nước Mỹ còn xuống địa ngục. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.